Như đã hẹn, buổi sáng hôm nay gia đình mình xin chào các bạn nha. Chào cô chú. Hôm nay các bạn biết vợ chồng mình với bé Phát đi đâu không? Hôm nay là đi về ngoại của bé Phát. Tết giờ chưa có về, ngoại trong hổng gà dữ lắm rồi. Bữa trước thì hai bữa trước là mình về nội, còn hôm nay là về ngoại ha. Về ngoại rất là yên tĩnh, đi con đường đường ranh. Rồi xung quanh là ruộng. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng theo chân hai vợ chồng mình đi về quê ngoại nha. Ăn Tết muộn nha các bạn. Theo Phát. Lên nội chơi. Con đi nội không? Đi nội không? Lên đây nhìn tôi chở nè. Ôi ơi, cái đây mấy con chó nó chạy ra nó mừng quá trời luôn. Nha con nhà hay vậy? Quen con ơi. Mấy con ơi. Mẹ đi xuống nội chi vậy Quỳnh? Xuống hoài, quay tụi con hoài luôn, ra hửi quá trời luôn thấy không? Đi xuống nội chi vậy? Không có sủa. Vậy hả? Đi vô mừng bánh xèo vậy là bắt hai đi xuống nha. Đi. Đi thầy ơi. Ờ cái mai đó nở bộ lạc sao sao nở nở muộn à? Cái mai tốt trong nhà đó con. Vàng khè đó. Mong muốn nở vàng khè đó. Cái mai đó chắc lạc sao hay gì nó nở muộn đó. Cái mai sát nhà đó. Lạc sao hả? Ủa Quỳnh ăn Tết rồi ú lên nè Quỳnh. Trời ơi. Bóp kèn quá trời luôn kìa. Hello ai? Hello. Mơ tới chát nè, rủ tính rủ rủ anh hai vô hai xuống dưới nè. Xe của vừa hả? Ở đây đi nghe, đi lại đằng này đậu cái quay lại rồi. Rồi. Hồi nãy Sáu Xiên nói là ghé đây xây củ hủ dừa. Rồi mấy lấy củ hủ dừa đi xuống dưới làm bánh xèo nha các bạn. Hôm nay về nhà mẹ thì mẹ đãi bánh xèo ăn nha. Ở đây có một cái cây mai của anh hai nè. Anh lặt chởi nè. Bông nở quá đẹp luôn. Hôm nay là 12 rồi. Bông quá đẹp luôn. Về ăn Tết muộn mà thấy mai thì vẫn còn non Tết. Đi lấy dao rồi thôi lại ơi. Dao hay cưa? Lấy dao bán thôi lại, nhà tao đâu có nào bán đâu. Vậy. Đúng cái nào đi. Lấy dao bứt lên. Không, ở dưới không có dao bứt đâu. Trước lúc xuống nhà mẹ thì hai chồng mình ghé nhà anh hai để chặt cây dừa để xây củ hủ dừa để làm gỏi làm bánh xèo ăn nha các bạn. Làm gỏi làm nhân bánh xèo ăn nha. Hôm nay cả nhà gia đình bên vợ mình là sẽ sum họp lại để làm bánh xèo cùng nhau ăn Tết muộn nha. Bánh bao hả? Ồ, bánh bao hôm nay ốm nha. Mập thêm thì có gì? Nó mập thêm hả? Còn con trắng này rồi con gì quên rồi Quỳnh? Con trắng kìa. Con trắng là con gấu. Con gấu. Con gấu hả? Cây châm có bông nhóc trơn nè. Chuyện tháng nên có trái ăn rồi à. Nè bông nhóc trơn nè. Châm sừng mà bông nhóc trơn nè. Chị nào châm có trái cho Diện Tư hay với Quỳnh? Dạ. Cô khai môn mà. Những cái vô kem mất nha.
Ái ơi. Con đi mua gì vậy? Ái đi mua gì vậy? Ủa mình còn mấy con vịt mà mua một cái gì? Hả? Con vịt nước chao chứ hai ạ. Bà nói con vịt nước chao với bánh xèo. Một con vịt xem. Một câu. Nấu chao mấy con? Mẹ tự nhiên nấu chao con với là bánh xèo với mua là theo thêm làm hết rồi. Sao mới vô tới luôn à? Ừ. 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 Hả? Anh đi ra sao chặt cũng vừa. Đi đi em đi ra sao chơi. Ra sao coi cậu hai chặt cũng hú vừa kìa. Hello Bin. Đúng cái nào đâu lại? Cái cây lùng đó hả? Cái cây lùng lùng nó chết rồi hả? Bây giờ còn nguyên luôn á. Vậy vậy đúng nguyên hạn luôn hả? Chơi mạnh nha chị. Chơi đúng nguyên hạn để làm bánh xèo luôn. Đủ chứ. Lại đâu, lại đâu. Biết chặt không trời? Từ giờ là diện tư đếm là khoảng 50 dao đó chưa chưa ra đó. Mình ơi con vô chỗ con lấy cái con lấy cái ca cho dì Sáu con ơi. Trong hồi cái ổn cho cô Sáu, trong hồi gớm mất tiền bây giờ nè. Thỏ đưa miệng vô uống mới đã. Ừ thiệt mà. Lấy cái mũi dao đó mổ rồi. Mổ. Nãy ra. Trời là trời ở ngoài không mổ. Ừ đó quất liền. Vậy đó uống mới phê chứ. Đúng không? Kìa giờ uống miếng nước kìa vậy. Vừa của Sáu chặt 30 dao kìa. Mà nó mát. Chua à? Chặt cái này luôn hả? Ê, chỗ này nè. Nằm trên đây. Ủa mới làm vịt hả chị? Chứ người ta lặt rau được hết. Cái dừa này già mà. Nó ngọt mà nó thơm nữa. Ừ. Dừa đó, trái nó ngọt, nó nhỏ, trái nó ngọt lắm đó. Trái nó thơm nha, gần giống như dừa dứa vậy đó. Dừa dứa thì nó thơm mùi dứa phải không? Ừ, trái này ngon. Dừa dâu thơm mùi dâu nữa vậy. Dừa dâu, dừa muốn thử rồi, ba hỏi ủa sao không thơm mùi dâu ta. Cái dừa bên đâu uống cái dừa đó là dừa dâu đó. Kìa, đưa cho Ái uống miếng này vậy, nước dừa kìa. Đâu, Ái đâu có nước dừa. Nè Quỳnh uống đi con. Uống đi con. Nè anh Quỳnh Thiên uống miếng đi Quỳnh Thiên. Rồi cảm ơn luôn. Anh Cam Ra Men. Cam Ra Men. Ủa ai tấn đốt kỳ vậy? Đốt cái gì đây? Cái này cái gì hả? Ủa con của ta ngang đó đó ông ơi. Xin chào chị, xin chào chị. Kéo đi, rồi kéo. Phan, Phan. Ai? Đó, lưỡi mèo đó. Đó, à, đúng rồi. Cái này dài, có cái mấy cái trong á. Nè, cắn ăn Bi. Chị, cắn rồi. Ngon không con? Ngon không? Nó còn ngọt. Bi nó không con? Lưỡi mèo nè. Kiếm mấy cái trong á.
lưỡi mèo nè. Tôi nè. Ừ. Con cắn thử rồi. Ngon không? Ngon không? Ngon phải không? Giòn giòn ha. Ồ, cái lưỡi mèo này mới đã nè. Nè, mẹ có ăn cái này nè. Ăn cắn đây đó. Ăn ừ. Non á. Đưa Sáu cho Sáu ăn thử cho Sáu biết rồi. Cái này lưỡi mèo. Đâu cắn thôi, ăn ơi. Ngon lắm, ngọt lắm. Ừ, ngon quá không? Chị thử chị. Đây là thôi mình sắc ăn. Nhiều mà, mới có đưa cho hai bà ăn thử à. Hồi đó là mấy ông ngày xưa ông đi chặt củ dừa là mấy nít lại đây nó bu lại lấy này ăn không á. Lưỡi mèo. Đó, cái đó đó. Cái đó là ngon cực kỳ luôn đó. Ờ. Ừ. Đâu? Ông ăn cái mỏ dính gì trời. Cái gục này rớt rồi. Bông dừa. Cầm đi. Nhà đông mà, tới 6 gia đình mà. Đủ không? Đủ gì mình về? Có rau thêm mà. Rau nhiều lắm. Rồi vậy cả quân mình đi xuống ngoại nè. Đi. Kéo xuống ngoại nè. Rồi. Ái với Phát ra xe trước đi. Có đem về mà đâu mớ mặn nữa kìa, mớ mặn trong hồi cái mình ăn rồi mình chán miệng mặn. Nãy tôi mua một chục cái mặn nữa. Mặn ăn Phước hả? Chục cái nhiêu không? Nhiêu. Cái gì trời? Ừ. Giỡn hoài 15 ngàn thêm số không á. Trời thiệt luôn á. Mặn á nhất là mặn ăn Phước là có giá lại rồi 16 17 ngàn ký rồi đó. Ừ, chục ký mà có 15 ngàn à. Mặn Phước không? Phải mặn Phước không? Thì cái mặn nó dài đó, đỏ. Đỏ đỏ đó, ừ. Chọn xanh hai loại luôn. Vậy hả? Mà sao mà có mười mấy ngàn nhờ chục ký trời? Ghé gì? Định không lấy tiền nữa mà thôi lấy 15 ngàn. Thánh thần ơi là trời tới rồi có sao mà đó. Ông mua. Rồi sao lấy cái mặn nó sao sắc ra rồi sao làm nước uống á. Cái gì con? Nước uống từ cái mặn á. Trời ơi. Còn chỉ nàng hoàng giả thì cưng không? Nãy tới nhà anh hai xe của Hữu rồi, dắt này về nhà mẹ. Làm bánh xèo ăn nha. Còn mai là còn Tết nha các bạn. Tại mắc cỡ. Đã làm sao nhắc cho Hiền kìa. Biết rồi. Vậy lấy cái đi, vậy ôm vô chổng luôn. Ai nhỏ đâu? Có thằng một à. Thằng lớn nó chịu đi rồi. Mai về. Sao ạ? Hello. Ok. Trời ơi, bà mua một đống kìa. Có gì? Mới tới chị ơi. Tụi mẹ mới xuống mẹ ơi. Rồi, mới xuống cả nhà ơi. Ở chảnh ghé chảnh xây của Hữu chảnh á. Rồi làm hết cây rồi. Rồi ông Tứng ông kêu làm thêm cây nữa. Cô Hữu làm gỏi á. Chị hai thức lúc mấy giờ? 5 giờ mấy các mẹ điện nó trời ơi, xuống nấu cơm sớm sớm đi nghe, 5 tiếng thật sự sẵn
Thì lúc em điện mẹ là 5:30 về gì đó chuẩn bị đi đó. Mà đi chuyến này đi đường Kinh E rồi lộ bởi chân bò không? Thôi về chắc đi đường Cờ Đỏ lại à. Vậy là hôm nay xuống đây mẹ đãi hai món hả? Vịt nấu chao, vịt xiêm nấu chao với vịt trắng làm bánh xèo. Một con vịt trắng 4.4 kg, con vịt đen 3.8 kg. Bán gà đâu? Cha đi bán gà tre vậy á. Bán đầu sớm trên á. Ủa mập sưng bữa nay không thấy vô ta. Trời. Lên bò mày, lên bò mày. Thôi tháo gặt cái ra. Đi. Đổ này ra mày mày. Con đường bạn chọn. Yên tâm đi, đây cái chèo cũng rồi nè. Làm gì làm coi. Con đường của bạn chọn, bạn đi. Ai cũng không việc mấy hết trơn á. Ủa bánh xèo mình có chọn thịt heo thêm nữa hả chị? Xương chưa chị luộc chơi cũng được chị. Nấu chao luôn hả? Trời, tao chạy qua đây tao mời thỉnh qua ăn, đi đâu mất hẹn hết trơn, còn sinh hoạt không có còn ai nữa chứ. Bởi vậy chị em tốt đó. Đi chết luôn. Thôi em có đi đâu? Biết từng có đây hồi nào không à? Điện, không điện. Không điện. Vậy em vậy không chứ. Điện thoại đâu không điện hả? Đút cho bà chị ăn thử. Ngon không hả? Ba người ở đây mà mình như có tao rồi đó. Thử thôi chứ không phải cho chị thiệt đâu. Ăn thiệt thôi á, mà ăn thiệt lấy miếng dĩa cho mẹ trước. Dạ. Dạ. Ăn mới được đó. Mới nhiều lắm. Mới đầu đập con trái rồi kêu là khỏi ba không trái đi. Mình nói thiệt luôn, mình là Giang con già, mình em già nó khỏe đầu ngang mà nó mạnh mẽ. 40 mấy hả? Tiền đó, tiền đó, cậu em đó. Mình đi Giang vậy luôn á, thiệt luôn á. Đi đám cưới lên hát, rồi xuống giường ngồi xuống bàn, ốc mặt đi cháu luôn đó. Con vịt này bự quá rồi, cái cánh mình đâu bầm làm bánh xèo được. Mắt xương á, mấy sợ mấy đứa nhỏ ăn bị mắt xương á. Người lớn cũng bị mắt xương đấy các bà. Con vịt mà tới 4 ký mấy mà cái cánh sao bầm nổi. Cái lông con quá trời mà. Mày nướng đi. Hết lâu à. Giam nữa hả? Nó dễ nhổ. Thà vậy đi. Đi chứ đừng kiểu mà lông con đi. Rồi mình cũng xin mời các bạn một miếng mặn nha. Mặn này là mặn ở dưới vườn ba mẹ mình cho về nè. Rồi hôm nay đi về bây giờ đem về ăn luôn cho vui. Bây giờ sao thử chưa? Thử miếng rồi chưa? Ngọt ha. Mà cái thịt nó chắc lắm luôn, chứ không phải nó cộp cộp như mấy cái trái mình ăn ở chợ đâu. Ở chợ bán không? Mà biết sao mà vợ trước nó bỏ không? Thịt nó chắc ghê luôn. Rồi cái sáo kìa. Nó cũng có những trái có sâu nha, mà cái trái có sâu nó ngọt lắm luôn. Ừ. Bơ
thì mẹ bá chừa đâu được 2 cây đó là để chồng để dành cho cháu nội ăn đó. Trời ơi, tôi sợ hai bà chị tôi luôn rồi đó trời. Bà nội này cũng vậy luôn. Chồng ăn đi, chồng ăn đi, chồng giờ dốc ngựa trên. Anh ơi, cho coi mà. Chị tôi luôn rồi. Chồng, ăn đi chồng, nghe chồng. Dạ thêm bà thứ ba này nữa là trời ơi, chết luôn rồi. Sợ hai bà chị tôi nữa. Ai sợ chưa chứ tôi sợ rồi đó. Toàn là dành phần chồng không ạ? Nãy đúng nói làm con nhiều đó. Con nào cũng 4 kg mấy chứ ha mẹ. Vậy là con 3 kg 8 chắc con dịch sim quá. Thấy rung mình chưa? Chi vậy? Dịch này đâu có lông con đâu hỏi. Bự không à. Mà dịch xiêm mình đâu có cần lấy chanh trà, nó đâu hôi đâu thơm mà, chỉ có dịch trắng thôi. Dịch này đâu còn hôi lông nữa. Về tới Vĩnh Long rồi. Hồi nãy nó về tới Mỹ Thuận gì đó mà. Ở nhà thì mấy bà đang làm dịch để làm nhân bánh xèo. Bây giờ mình với Hữu Lợi với bé Bin đi hái mớ lá cách nha các bạn. Là nhà của chú thím ba ở xóm này, có miếng cây cách chà bá lửa nè. Ô, cây mai của nhà bà ba con bấm nắp kia người Bin. Bây giờ bà ba ở đâu rồi? À. Dễ hái không lại? Leo hả? Qua mai còn nở là còn không khí Tết nha bà con ơi. Con đèo đây lại. Đèo đây là đèo hoàng xuống rồi. Diện Tư nắm nhánh rồi. Diện Tư hái. Diện Tư với thằng Bin hái. Con bành bọc ra đi. Anh Lợi hái đi rồi anh hái đi, giật xuống đại đi. Thôi lụm lên về rửa lại. Ủa, sao hồi nãy mình không khiên máy xuống mình chạy cái cách này mà xào gắn ăn còn gì bằng nữa. Không, đúng rồi. Nhà con nuôi gắn chung. Không? Có không? Gắn chung, có. Nhiều không? Có không con à? Con ăn cho đủ không? Bự lắm. Đó đó. Gắn chung. Rồi nghe tiếng ông kêu nha. Bên này quýnh chạy không được đâu. Ông lùi. Trời ơi, chắc trên đây anh hai mà chạy nó chắc con. Đó. Ba xuống bình. Ba xuống bình nấp dưới luôn. Ba xuống bình nấp dưới. Rồi cho mình anh Lợi con hái đi. Cái cách này là đợt nào hình như là hai dân cháu mình có hái một lần lại nhớ không? Mình hái một lần đó mà cái cách này nhỏ xíu à. Giờ bự chà bá lửa giờ chẹo luôn lên được luôn nè. Mẹ ơi coi chừng cái cây nó sập cái nha. Sập cái đùm đó. Mấy lá cách này là đợt mấy lá cách này trên nhà của Diện Tư ha là có ông cậu Bảy đó. Ông vô chơi hoài đó. Mấy lá già là mấy ổng hái luôn á. Không có lá cách á.
hái lá dạng luôn á, hái lá già để xào gắn á. Đúng rồi, xào gắn, xào lá già. Xào lá non quá thì nó nông thơm. Tại vì cái lá dạ mình xào nó chín luôn rồi. Ăn được nó luôn. Hái đầy bọc này nữa là ok rồi. Yeah. Này nó ngon nè. Nhưng mình ăn bánh xèo là này ngon nè. Ừ. Ăn bánh xèo, ăn lá non thì nó ngon hơn. Tại vì mình ăn sống rồi. Này già hết rồi. Đi về vườn là ăn lá cách là ăn hàng tiễn không? Tiễn hàng để ăn, tiễn đồ non, đồ ngon để ăn không? Mấy lá quá ngon. Ồ, ở đây như là nghe đường bay vậy á. Có nghe tiếng bay á. Bay hàng ngày luôn. Chứ lúc trước đâu cho đo, lúc trước đâu có lại. Bay hoài luôn. Từ trên phi thăng bay xuống rồi. Phi thăng xuống bay là coi như mấy cái lá đất lên. Kề bên, anh lại đây con. Nhiều không? Nhiều, có chục cái lá thôi. Chục lá, nhiều đâu, chục lá dâu. Rồi, về. Ủa, vịt này mình bầm sống luôn hả mẹ? Lóc không à. Lóc không hả? Bầm không hiểu. Không. Ủa sao cần cổ mình chẳng trao luôn. Nhà em dừa là dừa quanh năm luôn đó. Dừa bán luôn á. Ở ngoài chợ bây giờ nó bán dừa nha. Rồi nó còn nạt, còn dắt luôn mà không biết nó dắt lấy tiền không mình không biết nha. Tẹo nẹo luôn á. Đó thì chẳng có nó dừa nẹo rồi nó dừa dắt. Vẫn như mấy lần trước thì trước lúc bỏ bột vô á là mình tính 8-9 vịt. Tại cái này mà gia đình mình làm nhiều nha. Làm tới 6 bịch lắm. 6 bịch bột bánh xèo. Cục vàng của bà hả? Cục vàng tôi đói rồi kìa. Mà sao cục vàng ăn 1 miếng chứ? Đó chưa? Mẹ con có. Mẹ con sống cho 2 ngàn. Sao có gì ngon không? Đây có sao đó. Chị bỏ nó kìa. Lại cho nó lại. Con thấy nó hơn nghệ không? Nó có được vàng lắm. Trong bột này nó có nghệ hay con? Nhưng mà nó không được vàng lắm, mình thấy vàng lắm. Chút xíu mình bỏ nghệ vô thêm hay sao? Vậy nãy mình xào mấy trái dừa qua. Dì hai là 4 trái. 4 trái luôn. Ờ béo. 3 trái. 3 4 miếng. Em bỏ tiếng thôi ba hả? Bỏ nhiều thì nó béo rồi gì đâu. Đừng có bỏ xương tươi. Sao? Không ai chịu chứ. Hình như bỏ bia qua. Lấy bia không? Ấy lên đi qua nhà chị Duyên lấy bia nha. Cho em 2 lon đi. 2 lon phải không? Quang trước đi cho em xin miếng nước. Vô. Anh em mình mỗi người lon vô. Vô mà khoe vô. Bây giờ mình hùng vô mình làm đi, mình hai nhậu xong. Mà mỗi một ngày á. Cái nhậu lại lên. Cũng làm bánh xèo hay gì? Có. Bánh xèo làm cái gì bữa rồi. Dạ. Giảm cắt đi lên chơi. Cái bánh xèo, cái ăn bánh xèo rồi tối ăn mít, cái nhập viện. Cái mùi bia mình thấy không lành á. Sao vậy? Bị lạnh. Ủa bị lạnh không được hả? Đây muối hả? Muối lọt. Bèo. Nhất cái lắp luôn nội ơi. Mình chỉ có nêm muối không hả? Muối xíu bột lọt. Xíu. Vậy là chút xíu mình đổi bếp ga hay bếp củi đây? Bếp ga. Trời ơi bếp củi làm chi cho lọ lĩnh không mà. Tôi hỏi em đổ bánh kẹp còn đổ bếp ga nữa kìa. Nào. Một ký bột đổ con chai gửi ra có 15 ngàn rồi. Để đổ than đổ gì còn mắc hơn. Nhiều không? Đổ hôm bữa đổ bánh kẹp nhiều không? Em đổ, em chị hai đổ 2-3 ký à? Ừ. Hai bữa. Hai bữa hả? Hai bữa. Trời đất. Trời ơi, bánh kẹp lâu lắm, đâu phải như bánh lan đâu. Làm lâu luôn hả? Lâu lắm. Bữa đó có Thảo vô hay con? Thảo tới
Khoan, mình quậy bột gì tầm khoảng bao lâu mình đổ? Nào mình thờ vòi đó mình đổ. Rồi là mình đổ thôi. Nhưng rồi là đổ ha. Dạ. Năm bịch rồi đó, để coi hồi có đặt cái lỏng gì cho người sao. Không. Bọn họ đang ăn bánh xèo mà bây giờ ăn 3 chén cơm rồi. Nãy mới thấy ăn 2 chén rồi giờ chén nữa, 3 chén rồi dám nói mà có 1 chén đó. Trời ơi, tội nghiệp kỳ vợ tôi trời. Bà làm ghế mà mặc, bà mặc áo trái luôn. Thấy tội nghiệp không? Bà làm bánh xèo, bà đã cho ăn rồi bà mặc ghế rồi, bà làm bà không có kịp sọt áo mặc mặc luôn á. Không mặc áo trái luôn à. Này nó bị vàng có gỡ gì không hai? Mày muối không? Lấy muối cho em biết rồi. Mày cho muối cho em kìa. Ờ đúng rồi, em muối. Mấy cái lửa mèo của hũ dừa có dấu gần của sáu xiên đó hay không? Hồi nãy ăn thử á, với có vô gần của vợ. Làm bánh xèo mà ăn của hũ dừa còn gì bằng nữa. Cây nhà lá dừa. Rồi rau thì mình ăn với lá cách với mớ rau mua ngoài chợ. Mất cười chết. Rồi á sao lo hát không à. Ở trong đây ta dặn nó lo cái ta bỏ ta đi mất tiêu cái hả? Ổng đâu có hay ho gì đâu. Vậy mà chấm cầm chỗ hát hoài đó. Nói trời ơi trời, cái bà mập này trời. Vậy là vợ đảm nhận nguyên một cái nồi vịt thấp chao phải không? Vịt nấu chao. Vịt nấu chao nhiều lắm nha vợ. Thịt rồi với mấy cái xương ở bên con vịt kia đem qua nhiều lắm. Nhiều nhiều chứ. Vợ đâu có tẹt á. Nhiều sợ niêm không đúng khẩu vị. Trời tới hả? Không tới. Vợ nấu ít được mà nấu nhiều cái chứ quất hả? Sao kỳ vậy? Tiên. Ê. Nấu cháo ăn ngon phải không? Trời em nấu là ăn phải chiền luôn á. Chiền không à? Chiền luôn. Thảo được hưởng thức cái giá suốt đời luôn hả? bởi ở sao xiên hoài đó. Đâu bỏ gì. Đâu bỏ gì được. Giá suốt đời luôn. Chỉ là hưởng thức được cái hương vị đó rồi đó. Chiền, chiền. Ăn ngon. Em sợ nhiều người về nghe bởi đâu dám nấu. Hôm nay chị Hai đảm nhiệm cái món nhân bánh xèo nha. Thịt heo với thịt vịt trộn chung nè. Chị bỏ muối phải không? Muối cục phải không? Cho bột ngọt nhiều dữ chưa chị? Dạ. À vậy hả? Mình giúp chút xíu cho mình xào củ sắn chung luôn ha. Ừ, củ sắn cái đỏ luôn á. Dán cái chao nè, mình đánh ra. Ba con gà ba, chị đó. Sao bắn vậy đó xong. Cái chao này nguyên keo hay sao vậy? Nhiều vậy. Đó, giờ lấy nguyên keo tại nhiều vịt mà lớn, vịt cũng nhiều. Cái này đường. Đường nấu vịt nấu chao nhiều nhiều đường. Mình nấu chao mà chao nhiều hết rồi chao hả? Hết luôn chị. Nếu hai cái biết quyết rồi nha. Dạ. Quyết rồi dòng bắt lửa đi đơn. Ừ. Cái hồi cái mình củ tỏi mình xào cho nó săn mà đổ nước đi. Làm bánh xèo thì không thể thiếu lá chuối. Ba cắt lá chuối ba đưa cho đúng. Bên đây ba đóng cửa hoài à. Chừng nào tới giờ ăn mời ba qua.
sát bên cũng chạy xe Honda nữa không? Xiên ghê không? Đi cắt lá chuối rồi đi xe Honda phải không? Sang ghê không? Từ nãy giờ ăn giặt rồi sao, sao mà hồi ăn bánh xèo kèn? Có dừng cái nha Mon. À, con cay lắm hả? Ấy. Ấy cho dừng tư miếng xài rồi. Chưa không? Ủa đến đâu vậy chị? Đến đến ngủ trống à. À ngủ trưa anh ơi. Ủa mẹ nào vừa thêm làm gì mẹ? Bỏ thêm vô bột hả? Thịt đã chín giờ, bây giờ chị Hai bỏ củ hủ dừa vô. Bỏ củ hủ dừa vô xào. Bánh xèo mà ăn củ dừa còn gì bằng nữa. Nhưng củ hủ dừa với thịt vịt, với thịt heo. Nước quá hồi nó chắc ra. Rồi em thấy củ hủ dừa nhóc trên về mạnh hai nè, à, nãy anh đòi chặt thêm một cây nữa chị. Chặt cây nữa là nhiều lắm. Củ bọc nữa, củ sắc. Bọc những cái dạng nó gần đầu, nó gần tóc rồi vậy đó chị, thấy tóc rồi nó đau, phải có cái biết cái độ đó. Ủa gì hồi nãy mình làm 6 bịch thiếu hả chị? Năm bịch hả? 7 bịch hả? Hình như là 2 bịch này nãy cho bên nhà chị Duyên đem qua phải không? Có bịch gì cứ gớt ra kìa. Giờ thịt vịt với củ hủ dừa chín rồi, giờ bỏ cái củ sắn với củ cải đỏ vào xong. Làm bánh xèo là sáng giờ cả chục người đó mà làm chưa xong. Còn còn nóng dở. Ủa lần trước hồi năm rồi mình làm bánh xèo có mấy người vừa qua? Có không? Không biết đâu, quên. Muốn ăn thì phải lăn vô bếp. Mỗi người một việc. Chết quá hết à, đã khuyên rồi. Có hành, không phải để con hành. Chết, nằm cắn vô mồm cái gì. Chết là đã khuyên à. Ai vậy? Mơn à. Một miếng là ăn cái hả chị? Không. Trời dư dễ hơn. Xong rồi thiếu mất công đi cắt nữa. À, bỏ thằng hết giá quá. Rồi mình để thêm lớp nữa, trộn cơm vị nắm lắm không trộn được đâu. Trộn nổi. Rồi nổi nồi lỏng không? Lấy rồi đổ với cái sàn. Ủa lấy đổ với cái sàn, cái sàn. Cái sàn, nó nói gì cái sàn. Cái sàn mà nói cái sàn hoài á. Thôi giờ bỏ lấy cái lon bia cho con bác không? Ừ. Vậy này không có bia biếu rồi. Cái nồi này tính ra cái chục ký à. Nè, cái này nè, bắt cái dưới. Mẹ, bánh gì, cái trăm cái dưới rồi.
100 lẻ mấy cái, 108 cái bánh. Lúc giãn cách này là bánh xèo ăn hả? Mà lúc có 3 bịch bột chứ nghèo. Chiều còn một ê đó đó, ai đâu ăn? Bưng nguyên cái nồi đổ. Hả? Không ngọt gì hả chị? Anh cầm coi, anh mua cả 4 cái tép á. Chứ cái này mà mua tết cũng thấm thiết thì mẹ gì đâu. Không cầm 4 cái tép thì lại mua thịt nhiều nhiều vô, nó còn ngọt hơn tép có nhầm gì. Trước lúc dịch thấp trao thì bà xã mình khử khoai, xế tỏi khử khoai trước. Đổ vô chín luôn hay gì vậy? Đổ ra ha. Cái này muốn không tự. Cái này giống như rồi cái đồ nhắc đâu? Trộn rồi mình chắc cái gỗ hả? Chắc gỗ vô gáo hả anh chị? Ừ, cái đựng để vô bánh để cho ướt á. À. Ướt nó không giòn. Tính ra là bánh xèo cũng công phu chứ không? Rất nhiều công đoạn. Màn dịch nè, chắc có hũ nè, lật rau nè. Rồi xắt thịt nè, rồi xào nè. Xào xong rồi cái trộn xong rồi để ra cho nó gáo. Để ra gỗ cho nó gáo nước. Xỉu ngang nha bay. Muốn xíu nghe hả? Ừ. Mình nói chị hai chị chợt xém xíu là nghỉ ăn được rồi. Nghỉ ăn bánh xèo. Vô pha bột thì nước hiểu nữa. Chị hai, giờ chị đi chạy thao này em đã tô ăn cơm đó. Nấu vịt nấu sao bằng nước dừa. Về nhà mình là đại lý dừa luôn á. Anh chả không có gì đâu. Nên là ở đây thả nhiều dữ lắm, nhiều dừa luôn. Ba mình trồng nhiều lắm. Vòng nên mình nấu vịt nấu cao bằng nước dừa cho nó ngon. Hai trái đủ không vậy? Thêm nước hả? Hay là nước dừa thêm không? Thêm kêu đúng lên quất xuống quậy dừa. Chà vịt nấu chao mà nấu nước dừa thì còn gì bằng nữa. Dừa này nó cứng cãi luôn này nha. Dừa này nó mới ngọt. Dừa cứng cãi nó ngọt nó không như vậy. Ừ. Bữa nay qua đây chơi đấu tới chiều nữa nha. Trời ơi là trời đấu, gặp tên không tin đấu. Tin đấu. Sợ tin đấu quá. Sợ tin đấu. Không nào anh rảnh qua em chơi một bữa mới được. Nào rảnh chạy qua em giờ này cũng sẵn sàng. Rượu đinh lăng ngâm ga chưa hay là hết nữa rồi? Uống hết rồi, sữa sạn đổ vô nước nhì. Nước nhì nữa hả? Tư không biết chừng nào rảnh. Hứa không à? 10 ngày nửa tháng em cũng bích khổ rồi. Vậy hả? Là đi làm vậy em? À vậy hả? Anh em bay thì thuốc. À. Quanh mới qua quanh ơi. Dạ chị. Cái này gấp min hả? Không biết nữa. Min đâu quá trời, bị sông lá nó quằn như thằng. Hôm nay có thằng em phục nó qua chơi nữa. Nè chở con trai qua để chụp hình cổng. Hình cổng cưới. Qua đâu? Anh mới xuống buổi sáng, xuống tới đây 9 giờ. Mới tới nhào vô làm là từ 9 giờ tới giờ đó. Đến mập đó không thấy nào vậy? Ngủ trơn rồi. Thằng ơi giờ này ngủ hả? Đến mới ngủ chổng đó, ngủ giỏng đó. Chờ lâu quá ngủ nè. Còn mập đi Vũng Tàu đi về từ nãy điện thoại lúc anh điện thoại 8 giờ mấy.
Lại về tới Cần Thơ rồi. À, bánh đổ lên ngon hay. Ủa sao cái bánh của qua bị lủng lỗ à? Vậy hả? Không có tay bởi cũng khổ à. Đây nè, ổ đủ em quân giặt nào lấy lại. Thảo à, nhiệm vụ là sắp bánh phải không? Dạ. Tới giờ đi nhiêu cái con? Ai trên Facebook ai có nhu cầu mà có dâu đó thì đến đây bật chế độ quay kể đây. Chị hai tới giờ ăn chục cái chưa? Có hai cái thì nổ tay rồi. Hai đứa làm quá. Nó tưởng mày dành làm ba luôn mấy con đó đó. Làm thanh niên đi cho trẻ em ơi, chứ giờ đàn ông già lắm em ơi. Anh phái thanh niên à. Thanh niên. Cho trẻ. Rồi dịch nấu chao bà xã mình đã đảm nhận đã chín rồi nha. Vậy là giờ xong trước mấy bà. Ừ. Giờ lãnh nguyên một nồi dịch hấp chao mà đã xong rồi. Còn mấy bà lãnh bánh xèo ở trong. Ừ. Mình nấu chao mình nấu rồi ngoài đây á, cái bếp củi á, nó mau chín, nó mau mềm. Hôm nào qua Phục làm cái lẩu cá lâu kiến lại cho ta. Có không em, giờ này có không? Cái này mình ăn nóng mới ngon. Ê người. Đi từ đây tới chiều sáng nó chồng lại 2 kg. Nó ăn đổ hết rồi. Trời ơi, nó ăn. Nhiều quá lông tủ nào thôi bột, rất thịt đó. Ừ. Ừ, để anh quay chị Hai chỉ xèo cái. Xèo cái. Anh làm gì anh? Dọn đi, đừng có ăn đi. Nó ăn dọn mà. Đúng rồi. Dọn cái gì ạ? Bậy không, mới qua về là bậy lắm à. Trời ơi, qua về nữa nó không biết nó về trời. Về về à. Về nữa. Ăn uống đó, lại tự nó mát con ơi, cái hả? Bà thấy nó giặt nó hờn cái gì đây. Xèo. Bánh xèo, đổ cho nó đi. Thấy mấy cô nạn đây đổ bánh xèo không? Vừa đổ vừa bấm điện thoại nhắn tin ní ná với uống bia luôn rồi. Qua tự giờ lụm mình lon rồi. Vừa đổ vừa uống tin lon bia rồi đó. Bởi mặt à, mặt hồng hồng mà ghê không? Mặt hồng hồng đó. Khỏi đánh má hồng. Nè, chảo nó dính chứ đổ bánh không luôn. Chị Duyên cũng vậy nè, cũng khỏi đánh má hồng luôn chứ sao. Đứng gần lò lửa nè, ngồi gần lò lửa nè làm. Vì mấy ông đổ bánh xèo ở trên núi á, trời ơi, ông đổ làm được chục cái. Chảo ấy.
Ê, chả đừng hay chứ. Chả đừng thiếu vừa đổ. Một đổ 30 chảo. À, từ đến giờ không được mớ rồi nha. Quá sáng ngon luôn. Một khay gì là chục cái không Thảo? Chục không? Trên 10 cái à? Đổ từ giờ là 50 cái có à? Công cực khổ của mấy chị em và mẹ từ sáng tới giờ đã hoàn thành được sản phẩm rồi nha. 100 cái bánh xèo. Ngồi đi chị. Rồi mời các bạn cùng dùng nha. Bánh xèo rất là ngon, bánh xèo nhà làm nha. Ăn kèm với rau ha. Có nhà đâu. Đi đâu rồi? Cảm ơn đã hỗ trợ bia. Cho chơi đi mà hồi tắm cái gì? Suy nghĩ nữa hả? Má ơi, tôi có ăn cái nước ẩm cục cục cục. Bây giờ tôi ngán để thì ba ăn rồi đâu rồi. Nhà với mấy con nhỏ trời, để ba bước nữa trời, tao muốn xỉu ăn rồi trời. Bởi con cũng khổ, tới giờ ăn cái mỗi người giữ một cục điệu chân vậy đó. Hên là hai vợ chồng mình có hai cục đã lớn rồi, cũng đỡ. Với chị với chị Ba Duyên ha, cũng có hai cục cũng lớn rồi. Rót bia đi em. Rồi mời, mời chị. Rồi xin mời cả nhà luôn nha. Hôm nay về nhà bà mẹ ăn tết muộn. Qua cũng quá. Không... Ngoái qua vừa làm bánh xèo rồi vừa bút lon mà. Bút lon coi. Em chuẩn trước rồi. Bây giờ không muốn nữa. Thì không. Bỏ vô bánh xèo quá. Ừ. Còn thường mấy có người nói là tháng giêng là tháng tháng tết, là tháng ăn chơi á. Tháng giêng tháng ăn chơi. Hồi đó mà có mùa đó vô cây rồi bắt đầu cái để đó ăn chơi rồi. Ôi, mẹ lấy chán con thì Thảo qua nó dễ hơn kêu mẹ lấy chán thì cho bà nó còn dự trữ không biết chứ. Còn món khác mà. Nó còn món khác chưa chơi mà khi nó ăn nó mốt rồi ăn được. Dạ, bà thì chén mắm rồi bệnh trời. Em múc có hai chén mà. Đứa con lấy làm kiển. Nhà người ta con người ta mới mười mấy tuổi bắt ra ruộng xịt thuốc chết bà nội, còn con hai mấy tuổi rồi mà cha đi ruộng nó ngủ khò khò. Nhưng mà em góp hai chén à. Không ăn đâu chứ nhìn nó có đó không? Cứ nhìn qua. Ó mày. Xe xe đó mày. Mớp chứ giữ bé nè. Hả? Ê, chị giữ cho mớp mà hả? Hả? Hỏi thêm chuyện chứ. Trời đâu em. Trời đó. Mình nước ở đâu ra ba? Nước đâu mà sáng giờ, hồi sáng giờ nó mấy bộ đồ đó. Ba bộ chưa? Mày hứa mua cho nó 100 bộ đồ, thấy đủ rồi. Bà quay YouTube hoài, bà phải thay đổi đồ cho con nhỏ. Ê, cô dâu hai đồ cứ phải thay đồ cho con Mon đó chứ. Cô dâu hai cũng kịp Mon đó. Dễ quay YouTube hoài á, mà bà thấy má cái nhà này á là mà nó có hai bộ đồ à, tại vì quay lần nào bộ đồ ướt cả mặt có nhiêu đó. Đây, vô tắm kìa. Dòng phong má nó nằm á. Bò, thả đất kìa bò, đừng được bò này chỗ nào. Trời ơi. Bây giờ mà thấy bộ đồ em cũng được quá, cũng chết vậy đó. Trời đất ơi, tự giờ quên anh hai. Chị hai. Hú hai. Sao hả? Ờ chị tôi tội nghiệp trời. Sáng giờ mà vẫn còn mặc áo cháy đó hả? Không có thời gian mà để mặc áo mặc luôn á. Anh lấy cận cảnh cái nét vàng đó. Chị mặc gì là cũng tiện đi không về đầu cõi ra đồng đi ruộng nữa tiếp tục. Quần trong là chuẩn bị sẵn rồi đó. Là đó mình về mình cõi đi ruộng nữa tiếp tục. Mình cũng chuẩn bị lắm. Qua mùng rồi thì chuẩn bị mới được. Vậy là nó mặc bốn cái quần đó hả? Ba cái mà thay cái quần gấp rồi. Trời đất, biết thằng Nhân Địa ơi. Tết mà cho con vẫn còn cho mặc đồ gách nữa ai quanh. Bó tay với em luôn rồi trời. Mời đi.
chơi thả kìa. Xích vào đây. Nhậu rồi con mở cái út đi. Rồi chén nào có duyên hả? Đó, mới về qua cho chị đó. Hả? Đó này điều tra, mày điều tra dân số, người nghèo. Chẳng mà người ta hỗ trợ. Nghèo quá vậy không ngáo lại con được chưa? Ủa, cái hồi nãy có vợ có múc cái phao câu ra không? Cái phao câu. Số tôi biết chết sống gì không. Cái phao câu dịch á. Ăn đi phục. Ăn chèo đi cưng. Hết nổi chị. Hả? Em ăn cái này không được. Mấy cái vậy? Nãy giờ em ăn cũng cỡ nửa cái. Hồi nãy Sóc Xuyên quất hai cái đúng không? Hai cái bánh kẹo đúng không? Đó rồi. Trời, ta có ba cái. Trời. Chị nói làm sao? Chị nó đem nha, nó bảy cái mà nó nói chị ăn năm. Bánh trời ơi, trời ăn năm cái, giờ em nói ăn ba cái. Bó tay thì chứ. Vô vô. Mấy cái này. Được không? Vô Phục ơi. Cái này là mấy trồng sao đây? Mít mít trọng lượng ông. Trọng lượng vô chị. Bự chưa? Hôm nay cả nhà mình họp mặt ăn tức muộn nha các bạn. Nhậu hết luôn nha. Nhưng mà cái khán đài bên đây không có nhậu. Bà xã mình với bé Thảo với Sáu Xuyên với Hoa Hoa không có nhậu nha. Chưa đổ rồi nữa. Mới đổ phần nửa rồi gái ăn đó. Thì giá bộ trong chính rồi nghỉ ổn chị. Chính đi. Qua ăn uống chuyện nhậu cũng chết rồi. Rồi nghĩa là bá mà sỉnh là hăng lắm. Sỉnh vô cái mình nghĩ đổ. Đây là nè. Đủ nè. Giả bộ vô thôi cái mình đổ rồi đổ cái bột ra ngoài hết cái đường á. Qua. Đuổi gà biết. Ờ đuổi gà. Nãy giờ tôi không có ngủ à. Rồi hết cái đường đổ cái đậu đuổi gà hả? Ừ, nghỉ. Đổ bánh chén đuổi gà hả? Vâng. Nãy giờ không ai ngủ bà chứ không bà tự động mà lên cái đường. Đuổi gà. Bạn sâu rẻo à. Mình tự động rồi. Thôi, nào rồi. Đó là bổ. Ngày Tết mà phải nhậu chứ. Nhậu vui mà. Buổi họp mặt gia đình ăn Tết muộn của gia đình mình. Mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Các bạn xem xong nếu thấy video hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh, nút like, nút share để ủng hộ kênh mình nhé. Rồi, mình cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Bye bye. Bye bye mấy thợ nấu.